Ngày thứ 11 chơi Play Together sẽ như thế nào? Ok, vào game thôi. Bây giờ là cái gì đây? Ủa, hình như có một bạn bị mất con mèo, kêu mình tìm giùm hả? Thôi, mình đâu có rảnh, mình đi làm nhiệm vụ của mình đây. À, dì, có tin nhắn. Để coi có bạn nào nhắn tin kết bạn với mình không nha. Đây là những cái nick mới ngày hôm nay nè. Kết bạn nha, Yêu Minh Châu nè, Nhiếm nè, Tasu nè, NKT nè, Sữa Dâu nè, Wowfly nè, Aladdin nè. Trời ơi, nhiều bạn tin nick dễ thương quá à. Có bạn nào đang xem tin nick này không thì comment xíu phần bình luận nha, để mình trả lời các bạn nha. I love you các bạn rất nhiều. Mình kết bạn hết luôn. Ok, kết bạn hết rồi nha. Bây giờ nhân làm nhiệm vụ thôi. Wow, chạy thôi, vui quá à. Bây giờ mình có rất nhiều bạn dễ thương rồi. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ đi đâu đây? À, làm nhiệm vụ này có một nhiệm vụ rất là vui nè. Đi thôi. Nào, let's go play together ngày thứ 11 nha. Các bạn mà tin nick gì các bạn nhớ comment dưới phần bình luận để mình kết bạn với các bạn. Và các bạn hãy nhắn tin cho mình sẽ nhắn tin cho các bạn vào giờ rảnh nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô một nơi rất là rùng rợn. Ok, thấy là khói đen mịt mù rồi đó. Ghê chưa. Đây là nơi nguy hiểm đó, virus thay mà. Ghê quá, lần trước mình chơi mình đã chết rồi. Bây giờ mình thử lại một lần nữa nha. Đây là nơi virus thay mà đang lây lan, hãy trốn khỏi chúng đi. Trời, 8 người chơi hả? Bây giờ mình trốn ở đâu đây? Trời, tăng tốc thôi. Bây giờ mình chạy nha, chạy qua đây đi. Cái cửa sổ nhỏ nhỏ này, chắc mấy con thay ma nó sẽ không thấy mình đâu. Trời, sợ quá các bạn ơi. Mình nên trốn ở đâu để có thể tránh được những thay ma đi tìm mình đây? Các bạn có kinh nghiệm thì các bạn comment bên dưới chỉ cho nhân với nhà. Còn có 3 giây à? 2 giây, 1 giây. Mình biến hình rồi. Mình biến thành một đống giấy tờ luôn. Bây giờ đống giấy tờ này nên trốn ở đâu đây? Trốn trong kẹt này được không vậy? Được không các bạn? Ý thầy mà nó đi ra được kìa, sợ quá. Ở chỗ này nha. Các bạn ơi, các bạn đừng có nói Nhân đang trốn ở góc cốc kẹt của văn phòng nha. Mấy con thầy mà nó tìm đến Nhân đó, sợ quá đi. Trời ơi, sao không thấy gì hết vậy nè? Đó, các bạn thấy những cái viền đỏ hình đầu lâu không? Nó đang di chuyển. Đó là nó đang bắt những cái người bạn cùng chơi với mình đó. Màu đỏ đỏ hiện lên là con thầy mà nó đang đến gần mình kìa các bạn ơi. Sợ quá đi. Làm sao đây? Có bạn nào chơi cái màn này mà thắng chưa? Mình chưa bao giờ thắng cái màn này hết. Khó quá đi. Trời, những con thây mà nó đang đi vòng kìa, nó đi tìm người kìa. Sợ quá đi các bạn ơi. Mình đang núp ở góc kẹt, không biết nó có tìm thấy mình không. Nghe nói là khi đi gần đến người đó để tín hiệu nó sẽ bật lên đó. Mình sợ quá đi. Tiểu Himmy đã bị bắt rồi kìa. Còn Quang Nhân Play đang trốn ở góc kẹt, đừng có ai báo tôi hết nha. Trời, đỏ màu đỏ xuất hiện là những con thây ma đang đến gần đó các bạn ơi. Nguy hiểm quá đi. Có bạn nào chơi cái màn này mà thắng hoài không? Chứ mình chưa có chơi thắng lần nào hết trong cái màn này. Rất là khó luôn đó nha. 9, 8, 7, 6, 5, sắp hết giờ rồi. 4, sắp hết giờ rồi. Đừng có bị bắt nha. 2, 1. Wow, business. 3 người còn sống thôi hả? Trong đó có mình đó các bạn ơi. Trời ơi, lần đầu tiên thắng trong game này. Thiệt là hay quá đi. Thành công rồi, được thưởng 41 tiền sao và 36 mũ kim cương và 3 cái cúp luôn. Ui, vui quá đi các bạn ơi. Hãy nhắn tin comment bên dưới chúc mừng mình đi nha. Yeah, nhận một phần quà nào. Quá đã luôn. Cuối cùng cũng thắng được một trò game khó rồi. Bây giờ mình đi làm nhiệm vụ tiếp nha. Vui quá đi, ngày thứ 11 mới chính thức thắng một trò game trong Play Together. Nó ai nói Play Together dễ đâu, mình thấy khó hay mồ luôn à. Mình phải tập trung chơi lắm mình mới thắng được đó nha các bạn. Chạy thôi. Bây giờ mình sẽ đi khám phá vùng đất mới đây. Chạy thôi. Yeah, các bạn ơi, tự nhiên thắng được một màn game vui quá đi quá đất luôn. Chạy thôi. Bơi qua cái hồ. Để tiền mình bây giờ được 5.000 tiền sao rồi. Yeah, 5.000 tiền sao rồi nha, được 25 kim cương nha. Bạn nào mà có ít tiền sao á, các bạn muốn mình tặng tiền sao, các bạn comment tin nick đi. Nếu mà mình sẽ ăn được nhiều tiền sao, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha, để chúng ta cùng giàu có. Ok, bây giờ hiện tại mình có 5.000 thì hơi ít tiền ha. Mình sẽ kiếm rất nhiều tiền, sau đó mình sẽ chơi game tặng quà cho các bạn cho vui. Ok, bây giờ mình sẽ vô ở Fire Station, có nghĩa là trạm cứu lửa, cứu hỏa đó các bạn ơi. Nhưng mà mấy cái này sao khóa hết rồi ta? Ủa, sao mình không có được đeo bảng hiệu, bảng tên gì hết vậy nè? Mình biết vô đây làm cái gì đây? Ủa, ai chào mình vậy ta? Ôi, vô đây làm cái gì đây? Ý, các bạn dễ thương đang đến tìm mình kìa. Trong đây có bạn Thảo X Melody nè, anh Ba Nui nè. Chào các bạn nha. Bây giờ mình đang làm một nhiệm vụ là vô trạm cứu hỏa mà mình cũng không biết đang làm gì trong đây, cho nên mình chạy khám phá không gian trong trạm cứu hỏa nha. Các bạn có vô trong đây làm nhiệm vụ chưa? Mình thì chưa biết làm cái gì. Thôi, ngồi ghế chơi đi. Các bạn ơi, lên ghế ngồi chơi với mình nha. Chào anh.
Chào anh Ba Nui. À anh Ba Nui nữa hả? Bây giờ, ủa, bây giờ mình mới bị rớt mạng, bây giờ mình chơi lại nha. Bây giờ mình chơi ra ngoài mình chơi. Ồ, có bạn Thảo X Melody đã đến chơi chung với mình rồi kìa, dễ thương ghê chưa. Wow, Thảo X Melody hôm nay diện một bộ cánh rất là dễ thương quá ta. Có anh Ba Nui nữa kìa, có rất nhiều bạn đang đến chơi với mình kìa. Đúng là lay together chơi cùng với nhau. Lúc nào mình online thì các bạn cũng có mặt, thật là vui ha. Bây giờ mình nên làm nhiệm vụ gì đây ta, mình kéo lên coi coi. Đây, bạn là người duy nhất còn lại đang giải tán nhóm là sao? Bây giờ mình bấm chấp nhận nha. Ok, chấp nhận, đi chơi thôi nào các bạn ơi. Yeah, chạy theo Thảo nào. Vui quá đi, sắp làm nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình làm cái gì đây ta? Trời ơi, có nhiều bạn đang tập trung bên mình kìa, dễ thương ghê chưa. Cư dân mới đến đó kìa. Bây giờ mình làm gì đây? Ok, đi thôi nha. Cho chơi với, mình cũng chơi nữa nè. Rồi, ủa, là bây giờ mình làm cái gì đây? Sao chạy chồng với nhau vậy nè? Mình lên xe nha, lên xe của Thảo nha. Wow, có một chiếc xe hơi kế bên đó kìa. Nhưng mà mình sẽ đi xe dâu, dễ thương hơn. Haha, chào bạn nha. Oh, xe hơi đẹp quá, mình thích xe hơi quá. Không biết chừng nào mới có đủ tiền để mua xe hơi vậy ta. Có bạn nào chia sẻ kinh nghiệm cho mình cách để mua xe hơi không? Ok nha. Rồi, bây giờ, hai, anh, ba. Rồi, ok. Yeah, đi thôi nha. Tuấn. Ô lê. Đi thật là vui. Chào bạn nha. Bạn được mời tham gia cái gì vậy ta? Tham gia đi tiệc. Rồi, đi tiệc thôi. Phúc Thọ hả? Tiệc này là của Phúc Thọ hả? Ok, hỗ trợ đảo nhập cư. Ok, đi tiệc của một bạn nha. Đây là nhà của một bạn đó hả? Bữa tiệc của câu cá bắt đầu. Rồi, nhà của một bạn mà giàu vậy luôn hả? Có hồ bơi câu cá ở giữa nhà luôn hả? Xịn quá vậy ta. Chúc mừng cho bạn nha, bạn đại gia gì đó ơi. Bây giờ mình câu cá trong hồ này được hả ta? Hồ bơi mà có thể câu cá được là sao? Bây giờ mình lấy cái cần câu ra thôi. Yeah, câu nào? Tùm. Không biết có mập hay cá heo nào ở trong đây không? Mình câu lên thử coi nha. Yeah, các bạn cũng đang đến chơi với mình kìa. Đông vui ghê chưa? Yeah, chào các bạn dễ thương nha. Bạn nào mà đang xem có tên trên nick thì các bạn nhớ comment xuống dưới nha, để mình cùng comment với nhau cho vui trong YouTube nha. Rồi, câu cá nào? Ý của cùng một con cá bự bự đang chào mình kìa. Ui, cá bự ơi, cắn câu đi. Ôi, không được. Trời ơi, con cá chưa kịp cắn là mình đã kéo lên rồi. Uổng quá, làm lại nào. Câu lại nào. Câu cá nào các bạn ơi, nhắn tin nha. Rồi, yeah, bắt côn trùng không anh hả? Được, bắt cũng được, nhưng mà đang câu cá trong đây mà. Được rồi, để bắt xong mình đâu câu cá nha. Ok nha. Cá ơi, cắn câu đi. Cá ơi, cắn câu đi. Ố, cắn đi. Ta kéo mày lên. Yeah, kéo lên. Trời ơi, chuẩn bị kéo lên. À, trời ơi, cá ơi. Kéo. Wow, ăn được một con cá tuế kích thước 10cm bảo quản thôi. Vui quá đi các bạn ơi. Yeah, đi thôi nào các bạn ơi, đi chơi nào. Vui quá đi. Trời, bây giờ mình đi đâu đây? Ủa, cái nhà của bạn này sao đẹp quá vậy ta? Có ngôi sao lấp lánh, có hồ bơi nữa. Có bạn nào đang xem mà nhà giàu như bạn này không? Nhà này chắc cũng phải là biết bao nhiêu tiền sao đó ha. Không biết chừng nào anh Nhân chơi đến mức độ nào mới được tiền như vậy nữa. Yeah, chỉ cho anh leo tháp hả? Rồi bây giờ đang câu cá mà, đang vô bữa tiệc của nhà người khác mà. Hiện tại để mình khám phá căn nhà này nha, để trèo lên trên coi. Trời ơi, cung điện luôn kìa. Trời ơi, đẹp ghê chưa? Tích ghê chưa? Trời ơi, wow, đẹp quá đi các bạn ơi. Trời ơi, mình nhảy xuống được luôn nè. Trời ơi, nhảy xuống mà không té sấp mặt. Ôi, đẹp quá đi các bạn ơi, nói thiệt nha. Nhà này đẹp quá luôn đó. Bây giờ mình chạy xuống hầm coi có cái gì không nè. Trời ơi, có một trứng ốp la đang chiên ở giữa nhà luôn kìa. Ủa, hết rồi hả? Đây là những bức tường đúng không? Vui quá đi. Hết quá đi. Yeah, chào tất cả các bạn yêu dấu. Mình đi đâu các bạn cũng chạy theo vui quá hà. Hôm nay mình kết bạn, mình biết được rất nhiều bạn mới nha. Như nick Yêu Minh Châu nè, nick Thảo X Melody nè. Rất vui được kết bạn với tất cả các bạn nha. Yeah, bạn nào anh cũng quý hết trơn á. Các bạn yêu dấu ơi. Các bạn dễ thương quá đi. Ok, đi vô khu cắm trại hả? Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, anh không kịp vô cắm trại đâu. Được rồi, để coi có cái gì chơi trong đây không. Căn phòng này đẹp quá đi các bạn ơi. Không biết nhà của ai nữa ha. Không biết vô mà nãy giờ vô chạy vô nhà của ai mà chạy lung tăng mà vẫn chưa thấy bảo vệ. Bắt nữa mới ghê đó. Các bạn yêu dấu ơi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Yeah, hẹn tối nay, nhất là tối nay anh sẽ đăng video này lên nè. Các bạn nhớ YouTube của anh coi nha. Ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn nhớ chưa? Tối nay nhớ comment nha. Comment ở bên dưới nha các bạn, để anh nhớ tên nick của các bạn nha.
Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại vào ngày mai. Vui quá đi. Nhớ xem cho anh một like, một subscribe và comment bên dưới để ủng hộ kênh anh phát triển chơi game nha. Play together cùng với các bạn nha. Rồi bây giờ anh đến thời gian anh nghỉ rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip chơi ngày mai. Nhớ bình luận nào. I love you.